Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2023. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị về một hoàn cảnh bị khuyết tật của một bác bán vé số mà như là bác ấy bị sốt bại liệt từ hồi nhỏ. Và bác ấy thì có một cái ao ước, cái khao khát là mong muốn có một chiếc xe ba bánh điện để có thể là mưu sinh trong cái dịp Tết này. Thì hiện tại bây giờ em đang ngay chỗ này là ngã 5 hay ngã 7 gì ở thành phố Sa Đéc này cô chú anh chị. Cái hướng mà đi Dàm Cống á, phà Dàm Cống á là đi hướng này là lên An Giang. Còn hướng này thì đi qua cái phà gì đó em quên rồi, mà đi hướng về Cần Thơ á, Thốt Nốt á. Rồi hướng này thì về Sa Đéc nè. Thì bác này là một trong những người đang bán vé số mà tại cái khúc chỗ ngã này. Thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng nhau tìm hiểu về hoàn cảnh của bác này. Thì tại vì trên Sa Đéc em cũng có tặng vài hoàn cảnh, thì những hoàn cảnh khác cũng có gặp bác này. Thì bác này cũng có chia sẻ là mong muốn được nhà hảo tâm quan tâm tặng một chiếc xe ba bánh điện để mưu sinh. Thì giờ để em mời cô chú anh chị cùng tìm hiểu hoàn cảnh của bác này nha. Dạ con chào bác. Bác chắc bác không biết con đâu ha. Biết cái trong. Làm sao bác biết con được? Biết trong YouTube á. Sao bác biết con trên YouTube? Đó, quay. Bác cho xem mặt cái đi bác. Bác tên gì? Tên Bào. À bác Bào. Bác Bào năm nay nhiêu tuổi rồi bác Bào? 84 rồi. 84. Dạ. Nhà bác ở đâu vậy bác Bào? Trong Hạ. À, cách đây xa không? Xa xa. Dạ. Thì theo như là những cái chị mà may mắn lần trước nhận được chiếc xe ba bánh điện thì có giới thiệu hoàn cảnh của bác. Cô lại. À dạ, thì bây giờ thì bác có thể cho con biết về cái tình trạng của bác như thế nào không ạ? Dạ, bị sốt mà bị thằng nhỏ. Dạ, bác có thể kéo ống quần lên cho con xem được không ạ? Dạ. Vậy là bác bị sốt hai chân luôn hả? Hai chân luôn. Hai chân luôn. Dạ. Rồi bây giờ hiện tại là bác Bào một ngày bán được bao nhiêu tờ? Bán à... Bác đừng có đeo, bác đừng có đeo. Hả? Bán cái này có 120 ạ. 120 hả? Vậy là bác đẩy từ nhà bác ra đây thì bao xa? Khoảng 500m. 500m. Là bác đi hướng nào? Chùa này nè. Hướng? Hướng này nè. Đi thẳng vô trong chùa hả? Rồi đẩy vô trong. Đẩy vô. Dạ. Vô 500m chắc cũng hơi xa ha. Nhưng mà bây giờ nếu mà con muốn vô nhà bác xem thử thì bác có dắt con vô được không? Dạ. Thì tại vì bác muốn, bác nguyện vọng của bác là có phải là mong muốn một con một chiếc xe bán điện không? Xe một nước chạy ra phía sau thì cái đường của chú gia thì dạ, có cái chốc cao. Dạ. Mỗi lần lên nó phải nhờ ta đẩy lên không ạ. À dạ. Vậy là cái đường vô nhà bác là có cái dốc cao. Ừ. Đường có dốc. Mỗi lần lên phải nhờ ta đẩy lên. Dạ. Là bác là có gia đình chưa bác Bảo? Có. Dạ, bác có mấy bé rồi? Có hai thằng trai. Lớn hơn chưa mấy? Dạ. Mất hai thằng trai, thằng thứ hai mất mấy năm nay rồi. Ủa anh đó bị gì vậy bác? Thư. Bị ung thư. Bỏ lại hai đứa cho nhà hai đứa con. Dạ. Đứa học lớp 1, đứa học lớp 2. Đứa học lớp 1, đứa học lớp 2. Còn người con sao của bác là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ba mấy giờ mà chưa có gia đình. Ba mấy mà chưa có gia đình. Còn bà xã của bác giờ đang làm công việc gì? Cũng đi làm ở chợ mướn nè. Bác đi, dạ, đi làm. Dạ, rồi bây giờ là một ngày là bán được 120. Là bác lo cho hai người cháu. Tiếm chút đỉnh trong gia đình cho mấy đứa cháu. À còn con của bác thì sao? Thằng nó cũng đi làm chung với mẹ nó làm trường học nấu ăn cho học sinh nè. Nấu ăn cho học sinh. Ừ. Rồi khi mà bác thấy chị Lài cũng như là những hoàn cảnh khác mà có chiếc xe ba bánh điện thì lúc đó bác cảm giác như thế nào? Thì cũng ham muốn lắm mà. Lúc đó đằng Thương nó cũng xin đó mà mình không biết không hay. Dạ. Thì ảnh cũng là một trong những người mà được một người bán vé số khác là giới thiệu cho con đó. Dạ. Đâu bác Bào cho con xem tóc cái được không bác? Ồ dạ. Vậy là bác Bào cũng tóc bạc hết rồi ha. Bác Bào nhớ số điện thoại của bác không? Nhớ. Bác cho con xin số điện thoại chứ. 03. Dạ. 29. Dạ. 15. 37. 56. Dạ. Vậy là theo nguyện vọng của bác là bác mong muốn có một chiếc xe giống như của chị Lài à, để tiện trong cái công việc mà ra đi bán. Vô đó, nó không khỏi mình mất lòng ta, mắt lên mỗi lần ra mắt mừng ta đẩy không à. Dạ. Xe này lên dốc không nổi.
xe lắc ta thì lên không nổi đâu. Mấy cái dốc cao cao là khó lắm. Dạ. Bác Bào, bác có thể là đi vài bước để con giới thiệu với nhà hảo tâm xem bác di chuyển như thế nào được không ạ? Cái cây đó đâu bác có bác Bào? Gậy. Cây gậy hả? Dạ. Rồi bác đi vài bước lên tới đây cho con xem cái. Dạ rồi. Rồi thôi bác đi lại xe bác đi. Vậy là cái chân phải của bác nó teo hơn chân trái nữa. Chân trái teo hơn. Chân trái teo hơn. À là chân trái đúng rồi, chân trái. Dạ. Yeah. Trái teo hơn chân phải. Trái là coi như không hoạt động gì hết. Dạ. Yeah. Vậy là mỗi lần bác di chuyển là khi mà tới dốc cầu là phải nhờ người ta đẩy. Cái dốc cái dốc lên cái đường đó thì chứ nó cũng hơi ngại ha. Dạ. Mỗi lần lên phải nhờ người ta đẩy thôi chứ lên không nổi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi thì có gì thì con sẽ liên hệ cho bác sau. Nếu mà nhà hảo tâm nào mà yêu thương bác, quan tâm bác, muốn tạo cho bác một cái phương tiện di chuyển ha, mới nha, thì con sẽ liên hệ với bác. Bác ha. Rồi bác đem theo cơm ăn luôn á ha. Vậy là ngồi đây bán. Bác bán tại từ mấy giờ? Sáng 6 mấy 7 giờ á. Dạ, tới mấy giờ mới về? Nào không biết. Chừng nào hết gì á. Dạ, bác ăn cơm với gì vậy bác? Con mới xách ra đây. Đâu bác cho con xem cái bác ăn cơm. Cái này là vợ bác nấu hả? Dạ, nhà nấu đem ra. Rồi bữa nay thịt gà kho tả ha. Dạ. Với có mấy trái ổi ha. Dạ rồi. Rồi vậy bác Bào ha. Nếu mà nhà hảo tâm nào mà yêu thương bác mà có hỗ trợ cho bác chiếc xe ba bánh điện thì con sẽ liên hệ bác sau nha. Vậy là nhà bác là điên này vô phải không? Vô trong đó thì hỏi gì làm sao? Hỏi nhà bác Bào bán cái số ngồi xe lăn chắc ai cũng biết hả? Biết. Dạ. Sớm biết. Vậy là cứ chạy thẳng vô thôi hay là bác có quẹo đâu không? Có đi xuống tắt với bà ban á. Có quẹo nữa hả? Dạ cũng nhiều chỗ phải em. Rồi có gì con liên hệ bác sau nha. Dạ rồi. Vậy là em giới thiệu với cô chú anh chị về hoàn cảnh của bác ấy đó. Bác ấy thì đang bán ngay chỗ dòng xây, chỗ ngã 5, ngã 7 gì ở Sa Đéc, Đồng Tháp nè. Hoàn cảnh của bác Bào. Nếu cô chú anh chị nào mà có quan tâm tới hoàn cảnh của bác ấy thì có thể là liên hệ trực tiếp với bác ấy ha. Yeah. Là với em sẽ thay mặt cô chú anh chị để gửi bác ấy. Cảm ơn cô chú anh chị.